Xin kính chào quý vị khán giả, Trúc Huỳnh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình talk show 360 độ phim của Báo Thanh Niên. Và hôm nay thì Trúc Huỳnh rất là muốn giới thiệu đến quý vị khán giả một bộ phim khá là thú vị nha. Đó chính là phim Yêu Em Bất Chấp, được viết vong là phiên bản Việt của bộ phim rất là kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc là My Sassy Girl. Và đến tham gia của chúng ta ngày hôm nay có đạo diễn Văn Công Viễn, diễn viên Ngọc Thanh Tâm và người mẫu Trang Trần. Xin chào quý khán giả của Báo Thanh Niên. Hôm nay rất là vui khi mà đoàn phim Yêu Em Bất Chấp được trải lòng với lại quý vị. Trang Trần xin gửi lời chào đến tất cả các quý khán giả của Báo Thanh Niên. Ngày hôm nay Trang Trần đến đây để chia sẻ về những cái cảm xúc của vai diễn của mình, những cái nét diễn trong cái vai diễn của mình trong phim Yêu Em Bất Chấp. Mong rằng là sẽ nhận được sự cổ vũ của quý vị khán giả và sự đến rạp xem phim để cho phim bất chấp doanh thu 1000 tỷ. Ngọc Thanh Tâm xin chào quý khán giả của Báo Thanh Niên. Rất là vui hôm nay khi được đến đây và để cho cùng trò chuyện với chị Trang Trần cũng như anh Văn Công Viễn về bộ phim này. Trước tiên là Trúc Huỳnh xin được hỏi chị Ngọc Thanh Tâm là nhiều người đã biết đến diễn viên Hàn Quốc là Chun Ji-hun thông qua cái bộ phim My Sassy Girl, Cô Nàng Ngổ Ngáo, và chị ấy đã là từ cái vai diễn đó trở thành sao hạng A luôn. Vậy thì không biết là khi mà vào vai trong phiên bản Việt thì chị Ngọc Thanh Tâm có cảm thấy áp lực là có gặp khó khăn nhỉ? Tâm thực sự lúc đầu là đến với dự án này với cái tinh thần cũng hơi kiểu điếc không sợ súng á. Lúc đó không nghĩ gì tới áp lực hết trơn, cũng không có ai nói với mình là họ hoặc là những cái câu hỏi giống như tương tự như vậy hết, nên mình cũng không có suy nghĩ thoáng vào đầu. Mà thật ra nên là như vậy, khi mà mình không biết là có áp lực thì mình sẽ làm cho mọi thứ nó tự nhiên hơn và mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Như vậy thì Trúc Huỳnh xin được hỏi đạo diễn Văn Công Viễn là có phải như vậy là cái lý do anh chọn diễn viên trẻ, đấy là những người họ mang lại cái sự tươi mới để tham gia bộ phim? Cái việc chọn diễn viên á, nó cũng phải tùy vào cái cơ duyên nữa và cái thời gian của cái diễn viên đó cho dự án. Thì khi Viễn đã casting rồi, đã casting Tâm rồi, đã casting tất cả các vai nam rồi, thì mình nghĩ là một cái người mà có nhiều năng lượng, có nhiều thời gian để dành cho vai diễn đó là và hợp vai, đó là cái yếu tố hàng đầu. Bởi vì nếu ai cũng chọn một gương mặt cũ, ai cũng chọn một cái lối mòn thì đâu sẽ là cơ hội cho những người có khả năng muốn tỏa sáng. Nếu chúng ta không biết trao cơ hội cho một người mới thì chúng ta không biết người đó sẽ có thể tỏa sáng, đôi khi còn tỏa sáng hơn cả người cũ. Nên là Trang đánh giá là khi Ngọc Thanh Tâm vào vai diễn này thì Trang thấy rằng là cô ấy rất là trẻ, bởi vì Trang đi cast cái vai của cô ấy. Vì là Trang rất thích cái vai diễn đó và Trang cực kỳ thích cái nhân vật đó. Mình đi casting cái vai đấy bởi vì rõ ràng cái tính cách đấy khá giống với Trang ở ngoài đời. Nhưng mà mình bị một vé về nước bởi vì là mình quá già. Thì khi đạo diễn Văn Công Viễn trọng tâm thì mình hiểu rằng là cái tình yêu, cái bối cảnh phim này, kịch bản phim này nó phải dành những cái cô gái 20, 21, 22 chứ không phải 33, 34, 35. Thì đâm ra là từ cái sự trẻ, khi mà cái nhân vật trẻ mà vào vai đấy thì người ta yêu theo cách đó nó mới đúng. Chứ một bà già như Trang mà yêu cõng nhau thì yêu chạy qua cầu thì thật sự là nó sai lắm luôn ý. Nhưng mà xin được hỏi chị Trang Trần là cũng lâu rồi không thấy chị Trang Trần ở trên màn ảnh rộng. Thì ngoài cái lý do là chị thấy thích cái vai diễn đó xong rồi chị đi casting, thì chị còn lý do gì khác để mà chọn bộ phim này để quay trở lại không? Thật sự là trong 4 năm qua thì Trang không tham gia bất kỳ một hoạt động nghệ thuật nào. Khi mà thấy đoàn phim đăng tuyển thông tin thì mình thật sự mình đã mê cái phim này rồi. Mình cũng là một người rất cứng tính và rất cá tính nên mình cũng muốn là mò đến thử sức xem là có động hay không. Nhưng khi mà đến thì cái tuổi của mình nó quá luống, thì đạo diễn bảo là em ơi không hợp thì mời em về. Mời em về khoảng 10 ngày sau thì đạo diễn bảo là em ơi có một cái vai cái cá tính rất giống em mà em làm mẹ rồi, thì anh nghĩ rằng có một cái phân đoạn trong phim đấy chắc chắn em sẽ thể hiện rất tốt. Thì mình bảo là anh gửi cho em cái đoạn thoại của em, cái kịch bản của em, nhân vật của em. Thì mình đọc thì à ôi cái bà này giống mình này. Cái bà này cũng giống mình luôn này. Đôi đi đúng vậy. cái bà mẹ này lại rất giống với mình. Từ cái tính cách, từ cái cách mà thích bắt nạt chồng là rất giống mình rồi. Ôi yêu quá luôn. Thế là mình đi thôi. Với khán giả khi mà họ nhìn vô, tại vì họ cũng chưa xem phim, thì họ sẽ nghĩ đây là một bộ phim remake từ phim Hàn Quốc. Và trong cái thời buổi mà hiện tại là có khá nhiều phim Việt mình remake lại từ phim Hàn Quốc rồi, thì bây giờ cho anh Văn Công Viễn một vài phút để mà mình quảng cáo một chút để là cái phim này nó mới như thế nào, mình làm khác ra sao để cho khán giả có thể đến và xem tại rạp. Cái câu hỏi này thì bị hỏi nhiều lắm rồi. Nên là Viễn nghĩ cái vấn đề về mới nhất
là nó nằm ở từ cái tư tưởng, có nghĩa là Viễn chỉ nhận cái câu chuyện của phim gốc là câu chuyện về tình yêu thôi. Còn mọi thứ nó bắt đầu như thế nào, nó đi như thế nào thì mình chỉ giữ là những cái tình huống nó rất là đặc sắc về phim ảnh, và mình sẽ chế nó hoàn toàn lại theo cái văn hóa Việt Nam. Các bạn sẽ thấy trong phim có những trường đoạn của Mỹ Châu Trồng Thủy được làm cổ trang. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm phải có một cái tai nạn rất là khiếp ở trường quay là té ngựa. Mặc dù đã tập ngựa có hơn một tháng nhưng mà cái bối cảnh quay đó nó rất là khó và nó rất là nặng. Trong 3 ngày quay đó thì Viễn tiêu tốn hết nhà sản xuất cũng cả tỷ. Mình phải đem 6 con ngựa từ Sài Gòn ra. Mình phải có 40 anh cascader cộng với lại vài chục cái người mà đã biết võ ở Đà Nẵng và phải ráp với nhau cả một tuần để đánh được cái hai phân đoạn trong phim đó. Lên phim chỉ có tiếng khoảng 3 phút thôi. Thì mọi người thấy là trong cái phim này mình đưa nó vào những cái hồn Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là nhà đầu tư rất là chịu chơi ở chỗ là chấp nhận cho Viễn sản xuất cả cái phim này ở Đà Nẵng. Tại vì bối cảnh Đà Nẵng là một bối cảnh mà Viễn nghĩ là chưa có cái phim nào mà trọn vẹn ở Đà Nẵng cả. Tại vì mọi người thường nghĩ về miền Trung á, thì mọi người sẽ quay Hội An, sẽ quay những cái gì cũ không? Còn Viễn không, Viễn nói là Viễn xin được đi quay Đà Nẵng ở miền Trung, nhưng sẽ quay tất cả những cái gì hiện đại nhất, những cái gì mà tuổi trẻ và những cái gì thời thượng nhất. Và chắc chắn mọi người xem cái phim sẽ thấy được một Đà Nẵng rất đẹp, rất nên thơ. Tại vì Đà Nẵng có núi, có sông, có biển, có thành phố, có rồi những cái cảnh đẹp về làng quê. Đó thì tất cả những cái đó được Viễn đưa vào hết trong cái phim Yêu Em Bất Chấp. Giống như là anh Văn Công Việt có nói về cái việc mà mình lấy bối cảnh ở Đà Nẵng, thì khi mà xem trailer ở trên khi mà có cái official trailer thì chúng mình thấy là có nhiều bạn kêu là cầu rồng kìa, chỗ này chỗ kia của Đà Nẵng, thì thấy mọi người cũng phải thích thú. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một cái vài cái nhận xét tiêu cực về cái việc là chọn nữ chính là chị Ngọc Thanh Tâm. Giống như là mọi người nghĩ là chị Ngọc Thanh Tâm không hợp vai này. Và đã có một cái nhận xét tiêu cực như vậy, thì không biết là khi đó thì chị Ngọc Thanh Tâm làm cái gì, cái là có một cái sự minh chứng gì cho khán giả thấy về cái việc là mình hợp vai hay không, và nói chung là chị đã vượt qua được những cái phản ứng tiêu cực đó như thế nào? Cái thứ nhất Tâm nghĩ là bộ phim này sẽ được giới thiệu như là Yêu Bất Chấp, một bộ phim của Văn Công Viễn. Thì anh Văn Công Viễn không thể nào mà bán con mình một cách đơn giản là kiểu mà cứ chọn ai cũng được, và kiểu mà vào xong rồi bộ phim nguyên bộ phim thất bại, thì cái đó là cái tên ảnh đầu tiên là sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Nên chắc chắn là không thể nào mà Ngọc Thanh Tâm không hợp vai mà Tâm được vào cái vai này. Giống như là Hoài Lâm thì mọi người có thể nhìn thấy rõ là bởi vì ở ngoài Hoài Lâm cũng thực sự là cũng hơi giống với nhân vật trong phim. Thì mọi người có được một cái sự so sánh sẵn ngay từ đầu rồi là ok, thấy Hoài Lâm hợp. Còn trước giờ Ngọc Thanh Tâm là chỉ là những cái vai rất là nhẹ nhàng, kiểu phim Đảo Dân Ngụ Cư hoặc là rất là nghệ thuật, rất là nhẹ nhàng, thì mọi người không thấy được cái sự ngổ ngáo đó Ngọc Thanh Tâm. Nhưng mà bởi vì mọi người không biết nên mọi người phải bình tĩnh nếu mà đợi bộ phim ra, chứ không nên nói trước điều gì. Thêm nữa là ví dụ như Chibu đi hát, có phải là bởi vì Chibu vẫn còn có một số cái vấn đề mà nó mới là gây ra được một cái sự tranh cãi mà nó đưa tên tuổi Chibu hot lên như vậy không? Thì Tâm không có nói là cái nhân vật phim của Tâm ra cái vai của Tâm sẽ gây tranh cãi, nhưng ý của Tâm là nó phải có nhiều luồng ý kiến khác nhau thì nó mới đẩy bộ phim mình lên được. Và một là đẩy bộ phim lên, hai là đẩy nhân vật của mình lên. Và thêm nữa là khi mà người ta còn nói về mình thì tức là mình biết là mình vẫn có sức hút. Nếu mà phim Tâm trailer Tâm ra mà mọi người chỉ nói về Hoài Lâm, nói về những cái khác, nói về cảnh Đà Nẵng mà không đụng chạm về tới Tâm thì lúc đó mới là có vấn đề. Nên Tâm thấy là bình thường, không sao hết. Mà không biết là trước đó chị Ngọc Thanh Tâm với lại anh Hoài Lâm có từng hợp tác chung với nhau cái gì chưa? Và trong cái bộ phim này á, thì cái chủ đề chính là Yêu Em Bất Chấp, tức là cái tình yêu, giống như là hồi nãy chị Trang Trần có nói là nó trong sáng, nó là nhìn như mình hồi mười mấy năm trước vậy đó. Thì không lúc là cái lúc mà mình diễn với nhau cảnh những cái phân đoạn mà yêu nhau á, rồi thế này thế kia, thì hai anh chị đã tập luyện rồi đã có những cái gọi là cái tips hay là những cái bí quyết gì để mà mình có thể vào vai cho ngọt? Thực ra là Tâm với Hoài Lâm là cũng có biết nhau trước đó, nhưng mà chưa bao giờ làm việc gì với nhau thực sự, và cũng không có thân.
Nhưng mà đến phim này thì hai chị em mới có mới có cơ hội hợp tác với nhau, làm việc với nhau. Thì thực sự là nói sơn chị em, cái chị em nó chỉ là một cái tên, một cái cách gọi của xã hội đặt cho một người lớn tuổi hơn một người thôi, chứ thực sự mà trong cái tâm hồn, cái đầu với lại cái trái tim của Hoài Lâm chắc phải lớn hơn tâm 10 tuổi. Cho nên xưng là chị em vậy thôi, chứ nếu mà xưng theo cái đúng mà những trải nghiệm trải qua là Tâm phải nhiều khi phải gọi Hoài Lâm bằng chú nhưng mà bằng anh nữa. bởi vì Hoài Lâm rất là già, có những cảnh khó, hoặc là bắt đầu nhìn mặt Tâm mà thấy bắt đầu Tâm lo lắng hay sao đó, thì là Hoài Lâm sẽ nói là không sao chị, em tin chị làm được. Có những cái tình huống nào mà giống như là khiến cho cả đoàn phim phải cười ồ lên, hay là kiểu như là mình giống như là những cái tình huống mà như là tạo kỷ niệm với mọi người, với mọi thành viên ở trong đoàn á? Như cái chắc có cái cảnh Hoài Lâm té mặc cái váy cưới hả? Ừ. Và cái có một cái cảnh là cuối phim thì không biết là anh Việt có giữ lại cho cái phần credit hay không thì Tâm không biết, nhưng mà cuối phim thì là Tâm giả trai còn Hoài Lâm giả gái. À. Thì sau phim bắt đầu kêu ok, bắt đầu chạy ngược ra lại ngoài biển á, thì bởi vì cái váy nó quá dài thì Hoài Lâm chẳng may vấp và té mà té mặt, đúng mà kiểu mà mặt luôn á. rất là buồn cười mà không thế nào mình làm được cái tà váy đấy, nó rất là dài. Thì Lâm dẫm vào cái tà thì nó gãy cái tà, thì nó tụt cái ngực xuống, nó úp cái mặt xuống. Trời ơi, mà xem mà muốn xem, chỉ xem lại thôi mà buồn cười muốn chết. Bởi vì nếu như đấy gọi là đúng như là giới trẻ đang nói, ngã sấp mặt. Và qua những cái chia sẻ nãy giờ của đạo diễn cùng hai diễn viên thì chúng ta có thể thấy là mọi người đã dồn cái tâm huyết này vào phim rất là nhiều, nên là mình phải sáng tạo, rồi mình là phải suy nghĩ góc máy và những cái tình tiết như thế nào, cũng như là những cái khó khăn như là thời tiết hồi nãy mà anh Công Viện đã chia sẻ. Thì qua cái talk show ngày hôm nay, chúng mình hy vọng là khán giả cảm thấy đồng cảm một phần, và tới cái ngày mà ra rạp á, thì mọi người sẽ đến mua vé để xem thử coi là Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm vào vai yêu nhau bất chấp như thế nào, rồi cả những cái phân cảnh mà chị Trang mà nạt anh Đàm Vĩnh Hưng ra sao, như là mọi người sẽ ủng hộ và khiến cho cái bộ phim này có cái doanh thu như chị Trang nói, nó là doanh thu bất chấp luôn, nghìn tỷ luôn. Và đến đây thì thời lượng dành cho talk show 360 độ phim cũng đã hết. Rất mong quý vị khán giả hãy nhớ cái khung giờ của talk show là 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên trang thanhniên.vn. Và kính mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn cũng như là đăng ký kênh YouTube, Facebook của báo Thanh Niên để cập nhật những thông tin giải trí mới nhất. Còn bây giờ thì chúng mình cùng đạo diễn và chị Trang, chị Công Thanh Tâm xin chào.